Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh vlog của Tích Travel nha. Anh em xem thử trên xe mình có cái gì mới không nè. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhớ. để trên xe thôi nha, chứ đừng để phía trước nha. Có gì đâu mà căng thế. Đó là thôi nói vấn đề mình khoe ha, trên xe mình vừa lên một cái đồng hồ ở đây. Ban ngày thì nó hiện tại sợ camera quay sáng quá, các bạn không thấy được rõ. Ở đây là một cái đồng hồ ha, 4 chế độ gồm là 1 giờ, đo bình, ngày tháng và nhiệt độ bên ngoài ha. Tại sao mình lên cái này đó là thứ nhất mình đi xa nhiều á, mình cần kiểm tra được bình của mình nó còn mạnh hay không. Winner là một loại xe mà nếu mà hết bình các bạn quay bánh là sẽ không nổ đâu nha, hết bình quay bánh sẽ không nổ đó, chỉ có ẹt hết bình quay bánh nổ, còn Winner hết bình quay bánh không thể nổ đâu nha. Thứ hai là mình coi giờ các bạn, chạy xe mình canh giờ này nọ. Em tùm chó. Thứ hai là mình coi giờ này nọ. Khi mà đi tour xa nè, mà các bạn đeo bao tay như vậy nè, đồng hồ ở trong là không thể đưa lên coi được, thì mình phải dựa vào cái này. Thì mình quay vào cái này mình coi giờ ha. Mình là người cực kỳ hay xem đồng hồ luôn, mình đi xa gì cũng phải coi giờ. Ví dụ như là coi mình đi ở đoạn đường này mình chạy bao nhiêu lâu, bao nhiêu tiếng nè, hoặc như thế nào đó. Cái này là mình gắn là đồng hồ và cái nút luôn. Cái nút này sẽ chuyển chế độ ha, nhấp vào chuyển chế độ đèn led luôn, sẽ sáng liên tục khi mà mình bật chìa khóa. Mà các bạn biết đèn led thì nó không có hao bao nhiêu hết á. Ở đây kiểm chứng là có bình luôn nè, mình sẽ kiểm tra qua từng ngày luôn, hao hay không thì đồng hồ báo bình mình sẽ biết được. Ở đây chỗ này nó dính thôi, dính một chút keo ấy thôi nha, chùi sạch là đẹp. Cái này là khoét thẳng lên cái dàn áo đầu của các bạn luôn. Cái gì mà khoét thì nani omae wa mou shinde iru, không thể nào là đẹp được rồi, đúng không các bạn? Nhưng mà đẹp nhất có thể ha, mình đánh giá như vậy là ok. Đó, qua đi vào chỗ tối hoặc đi ban đêm mình sáng rất là đẹp luôn. Làm cái đồng hồ này cũng rẻ thôi, cái đồng hồ này và cái nút này nè vài trăm thôi. Bạn nào mà muốn lên á, thật sự muốn lên thì có thể nhắn tin cho mình qua Facebook, mình sẽ chỉ địa chỉ làm và báo giá cho các bạn biết luôn. Mình chỉ giới thiệu thôi chứ mình không có quảng cáo gì ha. Anh em nào thật sự muốn lên thì mình hướng dẫn. Để lát nữa mình về ở trong hầm của chung cư á, nó tối tối hơn một xíu mình quay cận cảnh cho anh em xem. Mình rất là ưng ý nha. Dự định ở trong đầu là sẽ đi test xe cho anh em xem,
Nhưng mà thời tiết nó cứ đen thui như vậy hoài à. Chuẩn bị mưa nữa rồi. Nên mình cũng lười. Mấy nay thì ở Sài Gòn nên gần cái chỗ để tách xe cho anh em, để mình sắp xếp sáng mai nếu mà ok trời nắng đẹp mình sẽ đi test vào sáng mai cho các bạn xem ha. Sắp mưa rồi kìa, đen thui. May quá là vừa gắn xong là trời kéo mây đen, chứ không thôi kiểu này là dầm mưa về rồi. À cái này bao chống nước luôn nha các bạn, bảo hành 6 tháng vào nước hư đổi cái mới. Nói xong mưa luôn mới ghê chứ. Cũng gần về tới nhà rồi. Ok anh em ha, thì mình đã về đến được hầm của chung cư rồi. Anh em xem nè, đồng hồ vào đêm rất là sáng và đẹp nha. Đây mình đứng đây mình review anh em một xí. Đây, ở mod này là hiện tại đang báo giờ nè, 14:33 ha. Đèn ở đây sáng nè, bấm mod nè. Chỉ có cái ngày tháng nó sẽ bị ngược một xí ha. Đó là ngày tháng trước và ngày sau. Hôm nay là ngày 8 tháng 10. Mod nữa nè. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài là đang 34,4 độ C. Bấm cái nữa nè. Bình của mình hiện tại là 13.5 nha, 13.5V ha. Rất là ok, đang mạnh. Thì mình mới gắn hôm nay thôi, mới gắn về tức thì thôi. Mình sẽ chạy thêm một thời gian nữa, mình review đến anh em lại một lần nữa, trong một clip nữa thôi, cho xem nó ok không. Còn cái này thì được bảo hành 6 tháng, cứ hư hỏng hay gì là đổi cái mới thôi, gắn cái khác là không có gì hết. Nên cứ yên tâm mà xài, giá cũng rẻ nữa. Rồi cảm ơn anh em đã xem video ha. Nếu có gì thắc mắc cứ comment bên dưới hoặc nhắn tin riêng cho mình, mình sẽ phản hồi anh em trong phần tin nhắn ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.